Xin mời các bạn đến với set 2. Giữa cặp đấu rất hấp dẫn của những cặp trắng trên lưới rất ok. Bên đây là trường trắng bom chắc sầu riêng, quý nhóc bãi biển đang móm củ chi cũng bãi biển và hồng cái bắp 35 kg như vậy. Bên kia với sự có mặt của An Cao 1m98 Ban Đức Hòa Bến Tre, Quốc Dư 1m93 đến từ Long An, Trong Nhà, Trọng Chim Lam Chắc Bàn của Tây Ninh, Bánh Canh Chẳng Bàn, Thịt Luộc Bánh Tráng Phơi Sương và Tài Trần Gò Bắp Thầy Giáo. Xin kêu các bạn luôn đồng hành ủng hộ cùng Đại Lâm Vua Đầu Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đại Lâm chỉ có một kênh duy nhất, Đại Lâm Vua Đầu Dò các bạn. Còn các bạn nào có lấy clip Đại Lâm đăng lên Facebook fanpage gì đó thì hãy alo Đại Lâm một tiếng, anh em đi giúp đỡ lẫn nhau. Ok man. Quá ghê gớm cho quý nhóc. Các bạn còn nhớ quý nhóc không nè? Quý nhóc Cao Sơn, Đăng Méo, Dũng Lăng từng hạ Neymar Map tại sân Cầu Tre các bạn. Đăng Mớm vừa có một quả bóng không qua lưới. Thời tiết hôm nay rất khó chịu các bạn. Mưa vừa xong lại nắng lên rất gắt các bạn à. Quý nhóc vừa có một quả vụt móc bay ra ngoài. Bốn hai. Quốc Dư và An Cao lưới 3-4. Vội lại lấy cho, tự tin đi. Bạn đem ơi, lụng chắc lấy hết rồi. Dụng lại, vội lại tao lấy cho. Ba bốn. Thật sự Quốc Dư quá quy lực. Trường trắng bom và quý nhóc cao 1m9, cặp tay trắng này quá ghê nhưng Quốc Dư vẫn đánh trên tay các bạn à. Đỡ nãy giờ đỡ mấy cái rồi. Quý nhóc, quý nhóc quá quy lực. Tỷ số hiện tại bây giờ là 4-5. Hai đội này áo vàng xanh giống như nhau, một bên tay dài một bên tay cục, bên tay dài bên cục tay. An Cao quá hay cho Đăng Mớm, rất đáng tiếc cho chắc sầu riêng. Anh ấy hàng ngày bốc thầu riêng quen rồi, chứ bánh này hơi nhỏ cho nên bị dụ các bạn ơi. Đang tiếc cho thầu riêng quá. Trường trắng bom quá quy lực cho pha phản công vừa rồi. Trường trắng bom đã trở lại đường đua sau khi đôi công với Lâm Hưng tại Biên Hòa Đồng Nai. Trường đôi dáng Lâm Hưng hai set không gỡ. Còn ông này là ông Ba Lợi, chủ sân Lê Hồng Phong, làng hai Dầu Tiếng Bình Dương. Ba Lợi là một trong những tay hàng sáu cực kỳ quyền thoại, cùng với ba đĩa của Bình Tân Vĩnh Lộc
và quốc liệt đến từ Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Đây là những tay hàng sáu ghê gớm. Quốc dư qua thông minh. Bảy năm. Hiện tại bây giờ 12:30 trưa các bạn ơi. Nắng, quá nắng các bạn ơi. Đập bóng đổi và điểm cho Hàng Mạnh. Đang chắc chầu riêng, lại bốc chầu riêng cho bên ra ngoài, nhưng mà chúng ta chắc. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 2020 các bạn. Cặp trọng chêm. Đặt bóng tốt, đổi vào điểm cho đội phường 6-8. Tỷ số tại bây giờ 6-8. Nắng quá nắng các bạn ơi. Khủng khiếp, cái sân này nắng cũng chết mà mưa cũng chết. Mồ hôi đã làm đổ cỡ này nè các bạn ơi, chảy mỡ hết rồi các bạn ơi. Quốc Dư đặt bóng tốt, đổi vào điểm cho Hoàng Mai, 9-6. Quốc Dư vừa có một quả phan quá quy lực lọt bóng tay trắng, 9-6. Trường Trắng Bơm tự tin gõ bóng qua tay trắng. Trường Trắng Bơm cũng là một trong những cao thủ bóng chuyền ngày xưa của Vật Liệu Xây Dựng Biên Hòa, từng lãnh lương. An Cao giờ có một quả tát vào tay trắng của Trường Trắng Bơm bay ra ngoài. 17. Quá quy lực cho quý nhóc. Qua trái. Quá tuyệt vời cho An Cao. Hiện tại An Cao, Quốc Dư, Trọng Chim, Tài Trần và Lam Trắng Bàn đang thi đấu cho đội Hoàng Mai, xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai nha các bạn. Dây. Còn bên đây là Quý Nhóc, Đăng Mớm, tay trái Trường Trắng Bơm, chắc sầu riêng, hồng cơ bắp 35 kg, cũng đang đánh cho Hồ Cường, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Đánh tạt ra đường xéo ra dây nó hỏng á, dây nó hỏng nó muốn xéo ra. 13-8. Nếu cái gì thay đổi thì set chung kết sẽ rất hấp dẫn nha các bạn. Đó.
Quý nhóc giờ có một quả quá quy lực ăn để em đang ăn. Đây này để em phát. Đứng trước cái bên tôi là ông chắc sầu riêng đang phát bóng. Ăn cao. Thật sự ăn cao quá thông minh, phá bóng vừa rồi. Anh em nào quê Bến Tre có dùng nước hoa thì hãy đến An Cao. An Cao cầm 98 còn có tên rất thân thương, An Bông. Mời 14. Quốc Dư vừa có một quả bóng bay ra ngoài. 11-14. Quốc Dư giật dây được con cãi. Kết thúc chương trình đại truyền hình đến đây là hết. Tem Quốc Dư An Cao trọng chim lan cho bàn tay Trần thắng set 2. Bây giờ xin mời các bạn đến với set chung kết nha. Hãy nhớ ủng hộ xe và le và xe kênh Đại Lâm Vua Đồ Dọa các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Mọi người sao không hỏi Đại Lâm đăng ký và subscribe. Đại Lâm thích xe và le nha các bạn. Ok man.